Đây là những hình ảnh mà người dân gửi tới đường dây nóng chương trình tại ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa. Nhiều hàng quán chiếm dụng vỉa hè, bày bán tràn lan, xe cộ thì đỗ bừa bãi. Cảnh quan khu vực trở nên hỗn loạn. Tương tự tại ngõ 169 Tây Sơn, cách đó không xa. Dù có biển cấm, nhưng nhiều xe ô tô vẫn vô tư lấn chiếm cả lòng đường và vỉa hè. Người đi bộ buộc phải xuống lòng đường để di chuyển. Không gian ngõ vốn chật hẹp, nay càng thêm ngột ngạt. Một số người dân bức xúc cho biết, tình trạng này kéo dài từ lâu. Dù họ đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa thấy lực lượng chức năng vào cuộc xử lý.